Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì ở trong năm học trước thì thầy đã tiến hành ôn tập chương rồi ôn tập học kỳ 1 cho các em rất là đầy đủ và hệ thống. Các em chỉ việc vào như này các em. Các em việc vào YouTube. YouTube chúng ta gõ thầy Quang thì sẽ ra kênh của thầy hả nè. Chúng ta vào danh sách phát nha. Vào danh sách phát chúng ta sẽ thấy được toán đại và toán hình nó rất là đầy đủ ở các bài học ở học kỳ 1 và học kỳ 2 nè. Nghĩa là cả năm là thầy đã quay xong rồi, và đề thi ở năm ngoái thầy cũng đã quay cho em hai đề cũng như là ôn tập học kỳ 1 rồi. Thì trong năm học 2018-2019 này thầy sẽ quay cho em ba đề nữa, ba đề, và ba đề này rất chất lượng. Thầy lấy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Hà Nội một số tỉnh rất là chất lượng để chúng ta thấy được cái độ khó của nó các em nhé. Tại vì trong cái đề hai cái đề năm trước thì nói chung nó cũng tương đối là dễ, tại vì thầy lấy đề của tỉnh của thầy đang dạy. Nhưng mà thầy hôm nay thầy lấy các cái đề để các em tham khảo để chúng ta có cái nhìn tổng quát nhá. Ok, như vậy thì đây là đề 1 em, đề thứ nhất. Thì đề này á, nó gồm từ 13 câu và 2 trang, rất là dài em. Và chúng ta làm bài trong 90 phút. Các em nhớ là trong quá trình làm chúng ta phải làm cho đầy đủ cả đài cả hình, và chúng ta đừng bỏ sót một câu nào hết, đặc biệt là trắc nghiệm. Được chưa nào? Như vậy thì theo thầy như này. Nghe thầy nói một xíu này. Bây giờ thầy sẽ quay tổng thể cho chúng ta cái đề này. Chúng ta khi mà chúng ta xem thì chúng ta đừng có xem thầy giải, mà chúng ta nên giải trước. Sau đó sau khi mà xem cái đề xong, chúng ta giải xong, chúng ta mở video lên để chúng ta xem lại, đối chiếu kết quả và cái phương pháp làm để chúng ta học hỏi, từ đó chúng ta mới tiến bộ được. Chứ không phải chúng ta mở video lên để chúng ta chép thì thầy nghĩ không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Đó là cái quan điểm của thầy. Đây, thầy bây giờ thầy sẽ quay cho các em hết cái đề trắc nghiệm này. Các em nhìn này. Trắc nghiệm gồm có 8 câu game nhé. Câu 1 này, câu 2, câu 3, thấy chưa nào? Câu 4 này. 4, 5, 6, 7. Thấy chưa? Thấy chưa nào? Thầy quay để chúng ta có cái nhìn tổng quát trước, rồi thầy sẽ làm cho các em. Được chưa? Qua phần tự luận, trắc nghiệm câu cuối cùng là câu 8 này. Và thầy cũng nói luôn này. Cái đề này thầy sẽ chia thành hai video. Video thứ nhất thầy sẽ giải là trắc nghiệm cho các em. Video thứ hai, trong video thứ nhất thầy sẽ quay lại phần tự luận để cho các em làm. Và video thứ hai thầy sẽ giải riêng phần tự luận. Và cái video này thầy sẽ up vào ngày mai. Các em hiểu nào? Cái video hiện tại chúng ta đang xem là thầy sẽ giải cho các em trắc nghiệm. Video thứ hai là vào cũng là vào ngày mai là 19 giờ, 7 giờ tối. Thầy sẽ up cho các em là ở phần tự luận. Đây, phần tự luận khá khó. Theo quan điểm thầy thôi. Khó rất nhiều lần so với hai cái đề năm ngoái mà thầy đã cho các em. Trong kênh thì đã có sẵn rồi nha. Và cái đề này rất là dài. Nếu một học sinh bình thường làm, thầy nghĩ không bao giờ hết cái đề này. Nếu một học sinh cực kỳ gọi là phải giỏi thì chúng ta làm đủ thời gian và chúng ta làm hết hết tất cả các câu mà trong đề bài này cho. Thầy nghĩ thế. Đó là quan điểm của thầy. Đây, có một câu 0,5 điểm cực kỳ khó mà dành cho đối tượng học sinh giỏi, cực giỏi đấy các em. Chứ còn nếu mà giỏi bình thường thì thầy nghĩ không làm ra đâu. Thông thường trong một đề toán hay một đề bất kỳ luôn luôn có một đề cực khó để cho phân loại học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình các em nhé. Ok. Đó, bây giờ chúng ta quay ngược trở lại phần trắc nghiệm các em nhé. Như vậy thì hồi nãy giờ các em cũng như quý phụ huynh đã nắm được cách cách học và cách giải của thầy muốn truyền đạt đó nào. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giải nha. Ở đây này, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mọi câu sau vào bài làm. Như vậy thì ở đây đối với trắc nghiệm thầy sẽ khoanh trực tiếp ở trong này, nhưng mà mỗi câu á, thì thầy sẽ làm giống như kiểu tự luận để cho chúng ta thấy, chứ không phải đùng đùng vào chọn. Thì các em bảo thầy thì nhìn sách giải hay nhìn đâu mà chọn sao nhanh thế, có đúng không nào? Như vậy thì ở đây trắc nghiệm nhưng thầy làm theo kiểu tự luận,
và làm theo kiểu nhanh chứ không phải lập luận giống như kiểu tự luận, hiểu chưa nào? Đó, ok, chúng ta đi sang câu 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận này kia. Tỷ lệ thuận nha. Như vậy chúng ta phải nắm thêm thầy cái công thức tỷ lệ thuận. Khi biết x bằng 5, x bằng 5, y bằng 15 thì cái hệ số tỷ lệ y đối với x ở đây này, thầy nói một xíu này. Ở đây người ta nói là y đối với x. Chứ nếu như trong đề thi mà người ta nói x đối với y thì khác nha. Bây giờ thầy sẽ làm y đối với x trước để chúng ta xem. Rồi tí nữa thầy sẽ làm x đối với y để chúng ta biết luôn nha. Như vậy thì y đối với x thì chúng ta sẽ có công thức là y sẽ bằng k nhân x theo công thức tỷ lệ thuận. Bây giờ chúng ta thế vào, y thế vào đây, x thế vào đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có 15 k nhân x, k nhân 5. Đó nào. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì em? K sẽ bằng 15 chia cho 5 sẽ bằng 3. Như vậy thì cái hệ số tỷ lệ của chúng ta đây là chính là 3. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu B. Nhưng mà ở đây á, trường hợp này là y đối với x này nha. Còn nếu trường hợp x đối với y, chúng ta phải đọc kỹ đề nha, chứ không ta bị lừa đấy. Như vậy nếu như mà x đối với y thì chúng ta không phải công thức y bằng k nhân x, mà sẽ là gì? Các em, x sẽ bằng k nhân y. Khi đó suy ra k này sẽ bằng x chia y thì sẽ bằng là gì? 5 chia 15 là bằng 1 phần 3 đấy. Nếu như ở trong đề bài này người ta cho là x đối với y thì chúng ta phải chọn đáp án A chứ không phải chọn đáp án B. Nhưng ở đây là y đối với x thì chúng ta phải chọn đáp án B, đó chính là k bằng 3. Đây là trường hợp thầy giả định nha, giả sử để chúng ta hiểu thêm. Ok. Giải như thế chúng ta rất là dễ hiểu đúng chưa? Các em có nghe chuông chuông không? Thầy dạy từ lúc 5 giờ chuẩn bị để mà quay cho các em. 5 giờ sáng em chưa chuẩn bị thầy đi đi dạy rồi thì sao mà quay cho các em được. 7 giờ 7 kém 15 thầy đã có mặt trên lớp rồi. Thôi nào, ok, chúng ta đi sang câu số 2 nhé. Rồi, chúng ta có câu 2 các em. Thầy đã nói là cái đề này thầy, nó rất là chất, thầy rất là thích làm những cái đề như này. Nhưng thầy sợ nó khó quá, các em làm không được thôi chứ không. Cái em cứ bảo thầy nâng cao thầy ơi. Rồi, ok, có nâng cao ngay ha. Câu số 2 các em. Ở đây này, thầy không ghi lại đề nhé. Okay, thầy chỉ ghi lại rồi để cho các em thấy cho nó rõ. Bằng này. Thầy chưa quan tâm tới kết quả, bây giờ thầy tính để ra kết quả là thì chúng ta chọn kết quả đấy thôi ha. Như vậy thì các em thấy là âm 200 thầy là âm 2017 mũ 0. Mũ 0 nghĩa là bao nhiêu em? Nghĩa là gì? Tất cả những số nào mà mũ 0 thì kết quả nó bằng mấy? Bằng 1. Ok, được chưa? Cộng căn bậc 2 của 121 thì bằng bao nhiêu em? Ở đây là 11 mũ 2 này. Như vậy căn bậc 2 của 121 thì bằng 10. 11 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 9 thì bằng mấy? Bằng 3 ha. 1 cộng 11 trừ này 2 nhân 3. 2 nhân 3 thì bằng mấy? Bằng 6. Đó. Thì giờ chúng ta đi việc tính cái này thôi. 1 cộng 11 là bằng 12 trừ 6. Nhưng mà kết quả chúng ta là bằng 6. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn đáp án gì? À, đáp án A. Ok. Phải làm như thế chúng ta mới hiểu chứ không phải đùng đùng ta chọn được. Ok, được chưa? Như vậy trong quá trình học em nhớ like, comment tích cực, chia sẻ bài viết của bài giảng của thầy, rồi đăng ký vào kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những cái video mới nhất từ kênh của thầy các em nhé. Ok, thầy sẽ cố gắng sưu tầm những cái đề. Thứ nhất là nó phù hợp với năng lực, thứ hai là nó khá là hay và nó khá là phổ biến để khi cái mà cái thầy nói trước cái đề này chưa hẳn là giống cái đề của tỉnh của các em ra đâu, hoặc là phòng giáo dục của các em ra, nhưng mà ở đây thầy mang tính chất là tham khảo, các em hiểu nào, cũng hên xui các em, biết đâu nó lại trúng mà biết đâu nó lại không trúng nha. Ok, rồi chúng ta đi sang câu số 3. Thầy gấp giấy lại nha. Tí thầy sẽ quay lại một lần nữa để cho chúng ta nhìn một cách tổng quát ha. Đây bây giờ thầy đang đi từng câu mà. Kết quả của phép tính này nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 9 phần 4 mũ 3 chia cho 3 phần 2 mũ 4
nào. Như vậy thì gặp cái trường hợp này nó có tới hai cách làm nghe. Theo thầy là như thế. Cách làm thứ nhất thì chúng ta sẽ đưa về cái cơ số là 9/4. Cách làm thứ hai là chúng ta sẽ đưa về cơ số là 3/2. Em hiểu nào? Đó, như vậy thì ở đây theo thầy thì chúng ta nên đưa về cơ số là 9/4. Như vậy thì ở đây là 9/4 mũ 3 cứ để đó. Đó là ở đây này, mũ 4 các em thấy nào? Mũ 4 này chúng ta sẽ tách trở thành là gì? Mũ 4 này thầy tách sẽ trở thành là 2/2 ở đây. 9/4 mũ 3 cứ để đó chia này. Như vậy thì mũ 2 này thầy đưa vào, các em còn nhớ công thức này này. A mũ n tất cả mũ m, lũy thừa thì bằng a mũ n nhân m. Như vậy thì sau khi chúng ta tách rồi á, chúng ta tách thì đưa n này vào trong, m bên ngoài, như vậy thì chúng ta có 3/2 mũ 2 tất cả mũ 2 bên ngoài ở đây bằng 9/4 mũ 3. Như vậy thì 3/2 mũ 2 thì chúng ta lấy tử mũ 2, mẫu mũ 2, nghĩa là 3 mũ 2 là bằng 9, 2 mũ 2 này là bằng 4, bên ngoài còn mũ 2 nữa. Thấy chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ có 9/4, ở đây cùng cơ số chúng ta lấy 3 trừ 2, chia thì sẽ là, chia sẽ là trừ cùng nhân sẽ là cộng. Thấy nào? Mà 9/4, 3 trừ 2, nghĩa là mũ 1, nghĩa là vẫn bằng 9/4. Hiểu chưa? Đó, cái cách làm bài này là như thế. Như vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án D. Các em thấy hay không nào? Cũng khá là khó, nếu chúng ta không biết cách xử lý thì chúng ta sẽ không ra đấy. Chúng ta sẽ đi sang câu số 4. Để nhìn một xíu đây. Hồi nãy giờ chúng ta đã có kết quả cho mình rồi đấy nha. Bây giờ chỉ việc đối chiếu và kết quả ở đây đối với thầy để so sánh cách làm thử có đúng của các em hay không nha. Câu số 4 em. Cho A, B, C, D là các số thực khác không? A khác B, C khác D. Từ tỷ lệ thức ở đây em. Có thể suy ra kết quả nào ở sau đây? Như vậy thì ở đây các em nhớ này. A, ở đây em ta không có sự tính toán em, tại tùy về theo tỷ lệ thức. A trừ B. Nếu như mà A trừ B thì bên đây phải là gì? C trừ D. Nếu như A này này, thì nếu như A trừ B trên tử thì C trừ D phải ở trên tử và chia D. Thì ở đây là nghịch đảo lại, cái này sai này. B này, A cộng B, C cộng D. Đúng rồi. Câu C, A nhân C, B nhân D, cái này sai. Đó phải là A nhân D, B nhân C mới đúng. Câu D là A nhân B, C nhân D sai. Nhưng mà chỉ có câu B này đúng rồi. Đó. Các em lấy tử cộng mẫu bên đây, tử cộng mẫu bên đây và chia cho gì? Chia cho tử và chia cho tử. Ha. Câu này khá dễ ha. Ta sang câu số 5. Nếu tam giác ABC vuông tại A đây. Quỷ cho em thấy luôn. Thì chắc chắn phải là gì em? Cái góc B và góc C này là hai góc phụ nhau. Phụ nhau này, các em đã nghe từ này rồi đó. Phụ nhau nghĩa là góc B cộng góc C này bằng 90 độ. Tại vì sao này? Vì này, các em thấy là tổng ba góc cộng lại là bằng bao nhiêu? Bằng 180 độ. Có đúng chưa? Thì từ đây chúng ta suy ra góc B cộng góc C này sẽ bằng 180 độ trừ vào góc A. Mà cái tam giác ABC vuông tại A chứng tỏ góc A này bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Thì sẽ bằng 90 độ. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án này. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Các em có hiểu không? Rồi. Ok, chúng ta đi sang câu số 6. Chứ không phải đùng đùng nó ra kết quả đây nha các em. Đó. Chúng ta phải có sự tính toán ở trong đó. Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài hai cạnh tỷ lệ với 1:4. Như vậy thì ở đây chúng ta giả sử như hai cạnh của nó chiều dài chiều rộng
Tỷ lệ 1 4 nghe chúng ta có a phần 1 sẽ bằng b phần 4 này. Đó nè. Biết cái chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là 50 mét mét thì diện tích của nó bằng, ở đây là chúng ta cần phải tính diện tích, và muốn tính diện tích thì phải biết được a với b. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái chu vi của nó là bằng là gì? Theo công thức là a cộng b dài cộng rộng nhân 2 thì bằng 50. Tại vì nó không phải tự luận nên thầy không lập luận giống như kiểu tự luận, mà thầy vừa nói vừa ghi ở trên đây để chúng ta dễ hiểu, không nào? Từ đó chúng ta suy ra cái tổng a cộng b này lấy 50 chia 2 này bằng 25. Chúng ta áp dụng cái tính chất dạy tỷ số bằng nhau, không nào? Áp dụng cái tính chất dạy tỷ số bằng nhau. Ta có điều gì? Như vậy chúng ta có a phần 1 bằng b phần 4 thì sẽ bằng a cộng b, tử cộng tử thì lấy mẫu cộng mẫu, nó sẽ bằng 25 chia cho 5 sẽ bằng bằng 5. Như vậy chúng ta có là a phần 1 bằng 5 thì chúng ta suy ra a này sẽ bằng 5 nhân 1 thì sẽ bằng bằng 5 mét. B phần 4 sẽ bằng 5 thì suy ra b này sẽ bằng là 5 nhân 4 thì sẽ bằng là 20 mét. Như vậy thì cái diện tích của nó thì làm như này khác nào mà làm tự luận đâu các em ha. Diện tích như vậy thì S này sẽ bằng A nhân B, chiều dài nhân chiều rộng đúng không em, thì sẽ bằng là 5 nhân 20 thì sẽ bằng 100 mét vuông. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án giùm thầy là 100 mét vuông, được chưa? Đó, nên tại sao thầy chia thành hai clip là như vậy, tại vì thầy giảng rất là kỹ cơ cả trắc nghiệm và tự luận ha. Ok, chưa ăn sáng em, đang rất cực kỳ đói bụng này. Thực sự là thầy cũng vì các em học sinh từ khối 6 cho tới khối 10 các em. Trong tuần này thầy sẽ tập trung quay đề thi. Nếu lớp 7 các em thì sinh thì cô đã ra rồi, học kỳ 1 có 2 đề rồi, đúng không? Toán thầy sẽ ra 3 đề, vật lý thầy sẽ ra 2 đề. Ok, được chưa? Trong tuần này thầy sẽ quay cho các em hết để up luôn. Rồi, chúng ta đi sang câu số 7 nhé. Ta có câu số 7 nha. Trên hình vẽ tính số đó x ta được. Như vậy thầy không cần phải có đáp án mà thầy sẽ làm theo kiểu tự luận ha. Như vậy thì ở đây các em thấy này, cái vị trí góc này này, hai em đây chắc chắn là song song rồi. Cái vị trí góc này, góc C và góc X này ở vị trí gì các em? Trong cùng phía thì tổng của nó cộng lại sẽ là gì? Bằng 180 độ, nghĩa là góc 61 độ này cộng với x thì bằng 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra x này sẽ bằng 180 độ trừ cho 61 độ thì nó sẽ bằng 110 19 độ. Như vậy thì đáp án nào bằng 119 độ chúng ta chọn, ta qua trang nhé. Đây các em. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Ok, được chưa? Chúng ta đi sang câu số 8. Ta đi sang câu số 8 luôn nha. Ở đây người ta nói là nếu C mà vuông góc với A. Đây này, thầy vẽ các em xem này. Nếu đường thẳng A đây, đường thẳng C đây, à đường thẳng C đây. Đó. B song song với A. Ha, B song song với A này. Thì chắc chắn B sẽ vuông góc với C. Đó. Như vậy chắc chắn ta sẽ chọn là gì? Chọn D. C sẽ vuông góc với B. À, vẽ hình ra là thấy em, môn tổ hình là vậy, dễ lắm. Được chưa? Ok, bây giờ thầy sẽ quay lại để cho em thấy tổng quát 8 câu trắc nghiệm một lần nữa. Câu 1 cho tới câu 4 này. Rõ ràng chưa? Làm như nãy giờ mới có được cả 2 điểm thôi các em nhé. Chứ không phải dễ mà ăn 2 điểm đâu. Mà thầy tin chắc rằng chưa chắc là chúng ta đã đúng hết đâu các em ạ. Nếu các em không có năng lực thực sự, còn bạn nào có năng lực thực sự thì chắc chắn sẽ đúng hết. Đó. Ok, con dê chưa? Rồi. Được chưa nào? Còn bây giờ thầy sẽ quay lại tự luận một lần nữa. Nhiệm vụ các em sau khi xem trắc nghiệm xong là nhiệm vụ chúng ta sẽ giải thầy cái đề này. Vào ngày mai 7 giờ tối ngày mai, thầy sẽ up video ở phần tự luận để cho chúng ta xem cái cách trình bày của thầy và đối chiếu kết quả của thầy để chúng ta nắm.
Sau cái đề này là tiếp tục cái đề thứ hai và thầy cũng sẽ làm như thế. Được chưa? Thầy cũng sẽ làm trách nhiệm trước. Thầy sẽ cho cái đề tự luận rồi các em sẽ tự làm. Sau đó vào ngày kế tiếp thầy sẽ up cái kết quả. Up cái kết quả để cho chúng ta xem. Cái này giống như thầy đang cho các em đang tự làm này, chứ thầy không giải giống như kiểu kia nữa. Rồi ok. Clip hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu như các em cảm thấy nó bổ ích và hay thì các em nhớ đăng ký vào kênh, nhấn vào cái chuông, like, comment tích cực và chia sẻ video giúp thầy. Cảm ơn các em và quý phụ huynh đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và lại các em trong các clip tiếp theo nha. Ok, và ngày mai nha. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Giống như cái lời hứa, giống như nấm cột của thầy, thì có phải là tối nay thầy sẽ quay cho các em ở phần tự luận 8 điểm nha các em nha. Còn phần trách nhiệm thì thầy đã giải rất chi tiết ở trong clip hôm qua rồi. Chắc các em và quý phụ huynh đã tin lời của thầy rồi đúng không nào? Như vậy thì xong cái đề này, thầy tiếp tục làm hai cái đề nữa, và môn vật lý là hai đề, còn sinh học thì cô đã ra hai đề rồi. Các em cứ vào kênh mà các em xem nha. Như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa các em, và nó hoàn toàn là free các em ạ. Nên tiếc gì một like, một comment tích cực và một click quảng cáo để ủng hộ thầy ha. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu 9 các em nha. Câu này chiếm 2,5 điểm. Nghĩa là nó cũng có phần dễ, câu dễ và câu khó. Chứ câu nào cũng khó thì sao mà chúng ta lấy được điểm được ha nè. Khi mà làm tự luận thì chúng ta phải trình bày một cách chi tiết từng bước làm, chứ không được vắn tắt giống như phần trắc nghiệm. Các em nhớ chưa nào? Và theo thầy thì các em nhớ này, trong quá trình làm ấy, câu nào dễ thì chúng ta làm trước, câu khó chúng ta làm sau, chứ không nhất thiết phải làm từ trên xuống dưới, mà chúng ta có thể lấy từ dưới lên trên cũng được, không sao các em ạ. Ok. Rồi, chúng ta đi sang câu A. 4/3 - 2/5 bằng. Câu này thì nó dễ còn hơn ăn cháo nữa rồi. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây câu này thì chúng ta thấy là mẫu chung. Ở đây nó không cùng mẫu thì chúng ta quy đồng. Như vậy mẫu chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu em? Sẽ là 10, 3 x 5 là 10. 15. Kem lấy 15 chia cho 3 thì được 5 nhân lên đây. Nghĩa là kem lấy 4 nhân cho 5 này, trừ 2 nhân cho 15 chia 5 được 3 nhân lên đây. Như vậy đây là bằng 20 trừ 6 trên cho 15. 20 trừ 6 thì bằng, ở đây kết quả là bằng 14/10, 15. Xong câu A. Câu này được 0,5 điểm nha các em nha. 0,5 điểm. Câu B. Đã có cái giá trị tuyệt đối của -1/10 trừ cho đây là 1/3 tất cả mũ 2 chia cho 5/9. Đó nè. Thì gặp trường hợp này thì chúng ta xử lý những bước nào này? Các em nhìn đỉnh đề này. Chúng ta sẽ xử lý chỗ giá trị tuyệt đối này, bất kỳ số âm hay số dương ha, bất kỳ số âm hay số dương vào giá trị tuyệt đối thì nó ra số gì các em? Nó đều ra số dương. Trừ chỗ đây chúng ta nên tính giùm thầy cái mũ 2 này. Như vậy 1/3 mũ 2 nghĩa là 1 mũ 2 và 3 mũ 2. Như vậy 1 mũ 2 thì bằng 1, 3 mũ 2 thì bằng 9 chia cho 5/9 cứ ghi lại. Bằng tiếp 1/10 cái đề đó các em, chúng ta phải thực hiện phép chia ở đây. Mà chia thì sẽ là gì? Nhân nghịch đảo nghĩa là trở thành là gì? 9/5. Bằng tiếp 1/10 trừ 99 này hết, như vậy thì nó sẽ là ra được 1/5. Các em hiểu không nào? Như vậy tiếp tục chúng ta quy đồng ở đây. Như vậy mẫu chung ta là 10. 10 chia 10 được 1 nhân lên 1. Biết rằng số 1 đó chúng ta nói thầy ơi không cần nhân đâu, nhưng mà thầy nhân để các em thấy. Trừ 10 chia cho 5 được 2 nhân ở đây, nghĩa là 1 nhân 2. Như vậy ở đây các em có là 1 trừ cho 2 trên 10 thì sẽ bằng -1/10. Xong. Ok. Kết quả bài 9B. Các em đã thấy rõ chưa nào? Có giống với đáp án của các em với phụ huynh làm cho con mình xem không nào? Đó. Tại vì trên kênh cũng có rất là nhiều phụ huynh đang theo dõi, nói thực sự là như thế. Cũng cảm ơn các phụ huynh đã tin tưởng và luôn luôn ủng hộ thầy. Ha. Ok, chúng ta đi sang câu C nhé. Thầy sẽ gấp giấy lại để dễ nhìn hơn. Câu C.
Ta có là gì em? 7,5 chia đây cho âm 5 phần 4 cộng 2 1 phần 2 chia cho âm 5 phần 4 ha. Như vậy gặp trường hợp này chúng ta phải cần phải xử lý cái gì trước các em? Theo thầy này, ở đây chúng ta thấy này 7,5 chúng ta sẽ đưa về phân số nè. Ta đưa về phân số như vậy 7,5 này chúng ta sẽ nhân cho 10, nghĩa là 75 phần 10. Chúng ta sẽ rút gọn trở thành là 15 phần 2 chia cho 5 phần 4. Cái hỗn số này chúng ta đưa về phân số luôn. Các em lấy 2 x 2 cộng 1. 2 x 2 thì bằng 4, cộng 1 thì bằng 5 phần 2. Chia đây sẽ là âm 5 phần 4. Ở đây chúng ta đừng thực hiện phép chia bằng cách nhân nghịch đảo, mà các em để ý này, có cái này chung này, có 5 phần 4. Như vậy chúng ta sẽ đặt gì các em? Âm 5 phần 4 đã chung, nghĩa là chúng ta sẽ lấy gì 15 phần 2 cộng cho gì 5 phần 2 và chia dùm thầy ở đây là âm 5 phần 4 riêng ở bên ngoài đây, được chưa? Như vậy ở đây nó cùng mẫu này, các em thấy nó cùng mẫu không? Nó cùng mẫu nên ta lấy tử cộng lại, nghĩa là bằng 20 phần 2 chia cho âm 5 phần 4. Tại vì để có dấu âm nên ta phải có dấu ngoặc ở đây để ngăn cách ha nè. Mà chia thì sẽ là gì? Nhân nghịch đảo trở thành là âm 4 phần 5. Các em hiểu chưa nào? Như vậy các em thấy này, 20 chia cho 5 thì sẽ được 4. Âm 4 chia 2 thì sẽ được mấy? Sẽ được âm 2. Như vậy người ta lấy 4 nhân âm 2 thì sẽ bằng âm 8. Kết quả bằng âm 8 các em ạ. Thầy nói lại này, 20 chia 5 thì được 4 đúng không? Ở trên đây còn 4 này, dưới này còn 1 này, ở đây còn âm 2, cái này 1 này, lấy 4 cho âm 2 đây bằng âm 8. Ok, chúng ta đi sang câu D nhé. Hiểu nè, rất dễ hiểu đúng không? Chúng ta có câu D kìa. Khi chúng ta nhìn vào một cái đề bài, chúng ta phải xác định làm cái gì trước, làm cái gì sau. Câu nào dễ thì làm trước, câu nào khó thì làm sau. Và đặc biệt khi chép cái đề thì phải nó phải hết sức chính xác. Chứ mà chép cái đề mà nó sai thì coi như chúng ta làm chắc chắn là không cần chấm nữa mà sẽ sai rồi đó. Ok đúng không nào? Ok. Đối với cái bài này chúng ta cần phải làm như thế nào này? Bài này khá khó chứ không phải dễ đâu em nhé. Chúng ta cần phải xử lý chỗ đây nhìn thầy này. Âm 0,2. Âm 0,2 nghĩa là nó chính là chúng ta nhân 10 ở đây thì nó sẽ bằng là âm 2 phần 10. Âm 2 phần 10 chúng ta rút gọn trở thành là âm 1 phần 5 tất cả mũ 2 nhân 5 ở đây. Trừ này. Ở đây các em thấy là 8, 9, 3, 4. Thì cái số 8 này chúng ta đưa về là cơ số 2. Số 9 chúng ta đưa về cơ số 3. Số 4 này chúng ta đưa về cơ số 2. Nha. Như vậy thì 8 thì nó sẽ bằng 2 mũ 3. Ở bên ngoài này nó còn số mũ 2 nữa, chúng ta viết mũ 2 bên ngoài đây. 9 này nó là đưa vào cơ số 3, nghĩa là nó sẽ là 3 mũ 2 tất cả mũ 4 ở đây. 3 mũ 7 cứ để đó. 4 mũ 3 ta đưa về cơ số 2 trở thành là 2 mũ 2 tất cả mũ 3. Bước đầu tiên các em đã hiểu chưa? Bạn tiếp. Như vậy thì ở đây các em thấy này, chúng ta bình phương ở đây ra. Như vậy âm 1 bình phương, nhớ này, số âm mà bình phương thì nó sẽ ra số dương. 1 bình phương thì sẽ bằng 1 đúng không nào? 5 mũ 2 thì bằng 25 nhân với 5 ở đây, cứ làm từ từ thôi em. Ở đây chúng ta sử dụng công thức lũy thừa của lũy thừa. Đây. A mũ n tất cả mũ m thì bằng A mũ n nhân cho m. Sử dụng công thức này vào trong cái bài này. Như vậy ở đây chúng ta lấy 3 x 2 thì bằng 2 mũ 6 nhân 2 x 4 thì bằng 3 mũ 8. Chia giùm thầy 3 mũ 7 nhân 2 x 3 đây là 2 mũ 6. Các em có hiểu chưa? Đó. Như vậy bằng tiếp này. 1 phần 25, như vậy 5 với 5, 5 với 25 đây, chúng ta rút gọn như vậy trở thành là 1 phần 5 trừ 2 mũ 6 chia 2 mũ 6 là bằng 1 hết.
3 mũ 8 chia 3 mũ 7 thì nó sẽ còn lại 3 mũ 1. Như vậy ở đây nó sẽ còn lại số mấy? Còn lại là số 3. 2 đây là chia bằng 1 này. 3 mũ 8 chia 3 mũ 7 thì bằng 3 mũ 1. Lấy 8 trừ 7 là bằng 3 mũ 1. 3 mũ 1 thì bằng 3. Tới đây thì chúng ta sẽ tiến hành huy động thôi. Như vậy sẽ bằng, lấy 5 nhân 3 đây là 10, 15. Như vậy thì mẫu chung đây là 5. Như vậy 1 trừ cho 5 nhân 3 đây là 15. Như vậy thì tới đây sẽ bằng là âm 14 phần, âm 14 phần 5. Kết quả đây, đây câu D này. Như thầy mà làm 10 phút ở cái bài số 9 nha em. Nhưng mà do trong quá trình làm thì thầy vừa làm thầy vừa giảng nên là nó khá là lâu. Các em hiểu nè. Ok. Được chưa? Chúng ta đi sang câu số 10 nha. Câu 10 em. Câu 10A. Tìm ít biết. Như vậy chúng ta có lúc nào trong một câu á mà nhiều câu á, một bài mà nhiều câu thì lúc nào nó không có câu dễ. Sau đó tới câu khó em ạ. Chơi câu khó trước thì thôi cho mỏi nha. Câu này một điểm chứng tỏ ở đây, nửa điểm ở đây, nửa điểm này em này. Như vậy thì gặp trường hợp này chúng ta chuyển vế đổi dấu. Ở đây x, lưu ý này, nếu mà x ở đây là âm á, có dấu trừ, chúng ta chuyển cái x này qua bên đây đổi dấu. Nhưng x ở đây là dương thì chúng ta phải chuyển cái số này này. Ở đây âm thì chuyển qua đây thành, ở đây dương thì chuyển qua đây thành âm ha. Thì ở đây chúng ta tương đương là x sẽ bằng là âm 1 phần 12 trừ cho 2 phần phần 3. Như vậy tương đương tiếp x này sẽ bằng là mẫu chung ta là 12. Các em lấy 12 chia 12 thì được 1 nhân lên 1 ở đây trừ 2 nhân 12 chia cho 3 thì được 4 nhân lên đây. Được chưa? Tương đương tiếp x sẽ bằng là âm 1 trừ âm 8 12. Số 8 thì gom hay. Tương đương tiếp như vậy x này sẽ bằng là âm 9 phần 10 12, nghĩa là nó sẽ bằng là chia cho 3 thì bằng âm 3 phần phần 4. Ta kết luận đây vậy. X bằng âm 3 phần 4. Xong. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu B nhé. Ta có bài 10 câu B nha. Câu này là một trong những câu khá là khó nha nhé. Đối với trường hợp này, cái bài này chúng ta phải chia thành hai trường hợp. Các em xem thử là bao nhiêu bình phương mà bằng 9. Có phải là bằng 3 bình phương của bằng 9 không? Nghĩa là 3 mũ 2 thì bằng 9. Và âm 3 mũ 2 của bằng 9. Như vậy chúng ta phải chia thành hai trường hợp các em ạ. Như vậy thì cái trường hợp 1, ta cho là 2x cộng 1 sẽ bằng 3. Chúng ta giải trường hợp này ra ha. Thì ở đây tương đương là 2x sẽ bằng 3, chuyển cái cộng 1 này qua trở thành trừ 1 ở đây. Tương đương tiếp 2x sẽ bằng 3 trừ 1 bằng 2. Tương đương là x sẽ bằng là 2 chia 2 đây sẽ bằng bằng 1. Như vậy tương đương trường hợp này là x sẽ bằng 1 này. Được chưa nào? Cái trường hợp 2, ta cho 2x cộng 1 này sẽ bằng bao nhiêu? Âm 3. Tại vì âm 3 bình phương bằng 9 và 3 bình phương bằng 9 đúng không nào? Trường hợp này ta tương đương là 2x sẽ bằng âm 3 trừ cho 1. Đó. Tương đương ta lấy x, x này sẽ bằng âm 4 chia 2. Nhưng mà ta tương đương là x này sẽ bằng âm 2. Như vậy thì chúng ta kết luận vậy. X sẽ bằng 1 hoặc là x sẽ bằng âm 2. Điều đúng nha. Bài này nó khó ở cái cách chia trường hợp. Nếu các em không biết cách chia trường hợp thì không thể ra được. Ta đi sang câu 11 nha. Ok. Trong quá trình học các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ like, comment tích cực, chia sẻ giùm thầy và đăng ký vào kênh, nhấn vào cái chuông em nhé. Cảm ơn các em. Chúng ta đi sang bài 11 nha. Rồi, ta đi sang câu 11 các em.
Liệu nãy giờ chúng ta đã kiếm được 3 điểm rưỡi chưa nè? Ừ. Đây một điểm nữa nè. Ta có đề bài như sau em. Trong đợt thi đua hái hoa điểm tốt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Tỷ số bông hoa điểm tốt của lớp 7A này. Ta dựa cái điều kiện này, tỷ số của lớp 7A với mức lớp 7B là 5 phần 6 nha. Tỷ số nghĩa là tỷ lệ, là phép chia. Đồng thời số bông hoa điểm tốt của 7A ít hơn, ít hơn nghĩa là gì, trừ ra, ta hiểu không nào, trừ ra đó là 10 bông, tính số bông hoa điểm tốt ở mỗi lớp đã hái được. Như vậy thì ở đây người ta hỏi là tính số bông hoa điểm tốt mỗi lớp đã hái được, chứng tỏ thầy sẽ gọi đó. Lập cái bài này chắc chắn chúng ta phải áp dụng cái tính chất của dãy tỷ số bằng nhau nha. Và đầu tiên lúc nào người ta phải gọi số hoa điểm tốt của lớp 7A và 7B lần lượt là gì em, x và y, đơn vị đây là bông, và đồng thời x y này nó phải thuộc cái tập hợp số tự nhiên khác không, n sao, được chưa nào? Thì ở đây chúng ta lập luận câu đầu tiên này, vì cái tỷ số bông hoa điểm tốt của lớp 7A và 7B là 5 phần 6, ta có x chia cho y thì sẽ bằng 5 phần 6. Chúng ta đừng để như này thì chúng ta không áp dụng được tính chất về tỷ số bằng nhau được đâu, mà từ đây chúng ta sẽ suy ra. Các em lấy y nhân lên đây này, nhân chéo lên đây và số 5 xuống như đây, nghĩa là x này sẽ phần 5 bằng y sẽ phần 6, ta ký hiệu đây là 1. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta có một cái nữa này, bông hoa điểm tốt 7A ít hơn 7B là 10 bông, vì bông hoa điểm tốt của lớp 7A ít hơn 7B là 10 bông. Ta có nè. Như vậy thì ở đây chúng ta gọi 7A là x mà 7B là y, mà 7A thì ít hơn 7B là 10 bông, chứng tỏ chúng ta sẽ lấy số bông ở 7B trừ cho 7A thì bằng 10 bông. Các em hiểu nè, mà 7B ở đây là y, 7A là x, như vậy chúng ta sẽ lấy y trừ cho x sẽ bằng bằng 10. Ta ký hiệu đây là 2. Thế nào? Từ 1 và 2 cũng như chúng ta áp dụng cái tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có. Học toán chúng ta đừng có nôn em ạ, đừng có vội vàng gì hết, đừng vội vàng làm chi em, đừng vội vàng làm chi, chúng ta không hiểu á mà cứ chậm chậm từ từ từng bước, phải nghe thầy nói những cái nó liên quan những cái bài nào, công thức gì, chứ không phải làm toán cái đùng vào cái bập 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 bập. Ồ, cái đấy học việc anh em, học đối phó chứ không hiểu đâu ha. Ok, như vậy thì chúng ta có là gì, ta lấy như này này, x phần 5 bằng y phần 6, mà ở đây chúng ta là y trừ x kem ạ. À, như vậy kem lấy y trừ x thì lại phải lấy là 6 trừ 5 ha nào. Như vậy chúng ta lấy y trừ x thì chúng ta dưới đây phải lấy 6 trừ 5, chứ phải lấy 5 trừ 6 nha. Như vậy y trừ x ta là bằng 10, 6 trừ 5 bằng 1, nhưng mà kết quả đây là bằng bằng 10. Như vậy để tính được x y thì em lấy cái đầu bằng cái cuối, lấy cái thứ hai bằng cái cuối ha. Như vậy chúng ta có x phần 5 sẽ bằng 10, thì sẽ chia ra x sẽ bằng là 10 nhân cho 5 thì bằng 50 bông này. Các em hiểu không? Y phần 6 bằng 10 thì y sẽ bằng là 10 nhân 6 thì bằng 60 bông. Sau đó chúng ta kết luận thôi. Vậy số hoa điểm tốt chúng ta gọi gì, chúng ta kết luận cái này thôi.
Số điểm tốt của lớp 7A là bao nhiêu? Là 50 bông. Còn 7B là bao nhiêu? 60 bông. Đó, như vậy thì nó sẽ phù hợp với cái đề bài. Để cho. Đây, cái đề bài của 3/11 này. Con kiến mong muốn nổi tiếng anh em thấy không? Thấy không? Thấy gớm không? Các em có hiểu không nhỉ? Hiểu đúng không? Đa số chúng ta làm được toán đại, nhưng mà phần toán hình thì chúng ta rất là sợ. Bây giờ sẽ qua một bài toán hình. Ok, con dê. Ta đi sang bài 12. Chúng ta đi sang bài 12 các em. Chỗ thầy đang có mưa các em, lay bay. Nó cũng hơi ồn một xíu, nhưng mà thầy cố gắng nói to để át cái tiếng mưa ha. Đã gọi là tiếng hát át tiếng bơm ha. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, chứng tỏ ở đây người ta không nói tam giác cong, nhưng mà nó chính là gì? Tam giác cong ha. Chúng ta sẽ vẽ giùm thầy ra. Ok, nó là tam giác cong ha. Tam giác cong thì có tam giác cong này. Học hình thì biết các em sợ sợ toán hình là gì? Chúng ta phải lập luận chứng minh. Thầy dạy trên lớp cũng vậy em. Thầy nói toán đại á xung phong rất là nhiều, nhưng mà tới toán hình á thì gần như chỉ có một vài cánh tay quen thuộc thôi, nên là thầy biết hiểu tâm lý của học sinh của các em là rất là thích học toán toán đại nhưng mà lại ghét toán hình em. Và càng lên lớp 8, lớp 9 là càng ghét nữa em, tại vì toán hình lúc đó rất là khó. Các em hiểu không nào? Như vậy thì khi đó, AB bằng AC ở đây, E là trung điểm của BC. Đây các em, trên tia đối của tia EA, tia đối của tia EA lấy điểm D sao cho AE bằng ED. Đây là các em này, nghe thầy nói chút tia đối này. Bây giờ chúng ta nói EA lại thì tia đối thì nó phải nằm phía bên đây, tia đối của tia EA mà hả nào, thì chúng ta lấy hai cái đoạn này bằng nhau. Như vậy thì ở đây là 3 5, như vậy chúng ta sẽ kỳ tới 7 ha. Đó. Tại vì sao cho EA thì bằng ED, chứng tỏ hai cái đoạn này sẽ bằng nhau này. Em hiểu chưa nào? Chúng ta đi sang câu A nha. Rồi. Ta có câu A nha. Chứng minh rằng cái tam giác ABE bằng cái tam giác gì? DCE. Chúng ta nói cái này lại. Đó. Nghĩa là chúng ta chỉ chứng minh tam giác này sẽ bằng tam giác này. Ok. Nhìn vô thì ai cũng biết quá rõ ràng đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy xét hai tam giác, chúng ta nhìn định hình này. Thầy nói trước và thầy sẽ ghi sau. Như vậy thì xét hai tam giác này, chúng ta có gì? Các em, chúng ta có AE, IE thì bằng ED. Thì giả thiết hay là ta có BE thì bằng với CE. Có được chưa? Và đồng thời hai góc này các em, hai góc này đó chính là hai góc gì, ở vị trí gì, đối định, nên nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là gì các em, cạnh góc cạnh. Ok, các em hiểu chưa? Rồi thì để lên thầy trình bày cho các em nhé. Câu A là chúng ta sẽ xét cái tam giác ABE có ổn các em, nó hơi mưa hơi to lên xíu ấy, nhưng mà cũng phải quay chứ không thể nào dừng được em. DCE ta có AE thì bằng với DE. Ở đây người ta ghi là giả thiết này, cạnh BE thì bằng cạnh CE, cũng là giả thiết. Ta có góc AIB sẽ bằng với góc DIC, ở đây là vị trí đối định này. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta, do đó cái tam giác ABE sẽ bằng với cái tam giác DCE theo trường hợp là cạnh góc cạnh sau. Ta đi sang câu B. Câu này là câu cực dễ rồi, ai làm cũng được đúng không nào?
Câu B nghe, ở đây người ta yêu cầu cái gì đây? Chứng minh AB song song với DC. Như vậy thì vì hai tam giác này bằng nhau nên các em thấy cái góc gì bằng nhau nè? Ở vị trí sau ly trong em, đó chính là góc này này. Nhìn này, đây, cái góc BAE nó sẽ bằng góc CDE, mà ở hai vị trí góc này là vị trí sau ly trong mà bằng nhau, nên chúng ta suy ra AB sẽ song song với DC. Các em hiểu chưa? Đó. Rồi, ở đây chúng ta trình bày vô. Như vậy thì ở đây chúng ta có là ta có cái tam giác ABE sẽ bằng với tam giác DCE, chứng minh trên ha, nghĩa là theo câu A đấy. Từ đây chúng ta suy ra cái góc BAE sẽ bằng góc EDC. Cho được chưa nào? Để chúng ta ghi thành hai góc tương ứng. Mà cái góc BAE và cái góc IDC ở vị trí các em là hai góc so ly trong. Từ đây chúng ta suy ra AB sẽ song song với DC. Ở đây chúng ta ghi thành là theo dấu hiệu nhận biết. Thầy quay ở thời điểm cái lúc 5-6 giờ sáng nên giờ cái bụng thầy nó đói bụng muốn chết luôn nghe. Nó đau dạ dày trúng thầy đau bao tử á, mà giờ không thể là dừng quay được. Dừng quay thì phải cắt ghép video này nọ mệt lắm nghe, nên cứ phải tiếp tục. Câu C em. Ở đây không phải thầy than để em tội thầy đâu nha, nhưng mà thầy nói thực sự là như thế. Câu C ở đây người ta yêu cầu em chứng minh AE. Đâu rồi? AE vuông góc với BC. Thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, là thấy hai tam giác này ABE với tam giác ACE nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh 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 ba cạnh, thấy không nào? Như vậy hai tam giác này bằng nhau vì thế nào? Như vậy chúng ta suy ra hai góc gì? AEB nghĩa là góc này sẽ bằng góc này, và hai góc này lại là hai góc kề kề bù, nghĩa là cộng lại sẽ bằng 180 độ. Mà hai góc này bằng nhau chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là gì? Cái góc AIB này sẽ bằng 90 độ. Như vậy góc này sẽ là góc vuông. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ xét hai tam giác này. Khi đó chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau, mà hai góc này vị trí kề bù, nên chúng ta suy ra điều cộng phải chứng minh ha. Nên là môn hình nó lâu là như vậy, thầy phải hướng dẫn ở trên hình trước chúng ta mới hiểu được. Ta có xét cái tam giác ABE và cái tam giác ACE có những em AB thì bằng AC theo giả thiết, có đúng không? AE là cạnh gì? Cạnh chung. BE bằng BC theo giả thiết. Đấy, IC ghi nhầm mày hồn. Do đó cái tam giác ABE sẽ bằng với tam giác ACE thì trường hợp là cạnh, ghi rõ trường hợp ra các em nhé, chứ không có trường hợp người ta trừ điểm đấy các em. Nên từ đây chúng ta suy ra hai góc AIB sẽ bằng góc IAIC, hai góc tương ứng. Bài này ta nói cái đề này rất là dài, mà góc AIB cộng góc AIC thì bằng 180 độ. Ở đây là game ghim là kề bù, là giáo viên sẽ hiểu thôi. Từ đây chúng ta suy ra góc AIB. Bây giờ AIC này thầy sẽ thế bởi AIB luôn, tại vì hai góc này bằng nhau. Từ đây chúng ta suy ra hai lần góc AIB sẽ bằng 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra gì em? Cái góc AIB sẽ bằng 180 độ chia cho 2 thì sẽ bằng 90 độ. Các em hiểu không? Khi nó đã bằng 90 độ nghĩa là vuông, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra AE sẽ vuông góc với BC.
điều phải chứng minh. Câu C khá hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu D. D nha. Tìm điều kiện của tam giác ABC để góc ADC này. A DC nghe góc này bằng 45 độ. À, như vậy thì khi mà cái góc ADC này bằng 45 độ. Khi ghi góc gì em? Khi góc cái góc này bằng 45 độ, tại vì nếu anh đây với anh đây bằng nhau, tại vì hồi nãy ở câu B nó so đi trong nha. Các em hiểu nè. Mà góc này 45 độ chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì nha? Chứng tỏ cái góc BA gì? AC sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Nghĩa là cái tam giác này phải là tam giác vuông này. Tam giác vuông thì góc này 45 thì anh này 45. Tại vì hai anh này bằng nhau, tại vì hai tam giác này bằng nhau. Các em hiểu nè, chứng tỏ cái tam giác BAC phải là tam giác vuông thì khi đó cái góc này sẽ bằng 45 độ, tại vì bằng góc đây. Hiểu chưa? Hết giấy rồi các em. Qua mặt bên đây nha. Để thầy lấy cái tờ giấy khác. Các em thấy vừa tốn công, vừa tốn sức, vừa tốn giấy. Ô nó mệt lắm các em ạ. Nhưng mà thầy không biết là thầy mắc nợ em kiếp trước là cái gì không biết. Nhưng mà thầy cũng phải cố gắng hết sức ha. Câu D này là có là cái góc ADC ha. Ở đây. Để thầy để cái hình trên đây để thầy nhìn trên đây để thầy làm nhé ha. Như vậy thì cái góc ADC bằng 45 độ. Khi góc gì bằng 45 độ em? Khi góc DAB bằng 45 độ, tại vì ở đây người ta giải thích ra là vì cái góc ADC sẽ bằng góc DAB. Rồi, sao lên trong này. Cũng như kết quả trên không nào. Mà góc DAB mà bằng 45 độ khi cái góc BAC thì bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Hả nào? 90 độ. Ở đây ta thể giải thích là vì góc BAC bằng 2 lần góc DAB do cái góc BAE bằng góc IAC. Được chưa? Vậy ADC bằng 45 độ khi cái tam giác ABC có AB bằng AC và cái góc BAC bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Nghĩa là tam giác vuông nữa các em. Đây cái bài 12 này. Để nhìn lại một lần nữa nè. Con hình. Câu A thì dễ rồi. Trời đang mưa khá to các em. Câu B. Câu C. Được chưa? Câu D này. Chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài 13 các em nhé. Như vậy nãy giờ chúng ta đã kiếm được 9 điểm rưỡi rồi. Còn nửa điểm nữa chúng ta kiếm nốt luôn nhé. Cố gắng hết sức nha. Ở đây cái đề bài là như thế này các em. Cho ABC là các số thực khác không, B khác C. 1 phần C bằng 1 phần 2 nhân cho mở ngoặc ra 1 phần A và 1 phần B. Chứng minh rằng cái điều này. Thông thường ở những cái bài này thầy nói này, xíu này để chúng ta hiểu này. Thông thường những cái bài này chúng ta phải xuất phát từ cái người ta đã cho để chúng ta đưa về cái đã chứng minh chúng ta đây. Như vậy chúng ta xuất phát từ đây này. Bây giờ thầy sẽ biến đổi để chúng ta thấy nha. Từ 1 phần C sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho 1 phần A cộng 1 phần B. Chúng ta làm như thế nào đây? Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhân vô 1 phần C này cứ để đó. Lấy 1 phần 2 nhân vô đây. Hay là cứ 1 phần 2 cứ để đó. Chúng ta quy đồng ở đây đi. Quy đồng thành cái ngoặc đây. Như vậy mẫu chung đây chắc chắn sẽ là A, AB. Hết mực rồi sao nhỉ? Ôi dồi. Đúng y hết mực em ơi. Chờ thầy một xíu nha.
rồi coi thử lỡ ráng viết thử nó như vậy. Ở đây người ta lấy a nhân b một, b nhân một thì trên đây nó sẽ là a cộng, ồ vẫn còn ra tốt nhưng mà hơi mờ mờ một chút, ráng chút nữa em, mà con thầy phải đi quá. Một phần c này bằng, bây giờ thầy lấy một nhân lên tử, hai nhân mẫu, như vậy nó sẽ còn là a phần b trên cho 2ab ở đây, được không? Rồi tới đây ta làm sao được em? Chúng ta nhân chéo lên đây, nhân chéo lên đây, như vậy chúng ta lấy 2ab nhân cho 1 thì vẫn 2ab. Kem lấy c nhân cho a cộng b ở đây, 2ab em để đó, nhân vô nghĩa là ac cộng cho bc, lấy c nhân đây, 2ab này thầy sẽ tách ra trở thành là ab cộng cho ab sẽ bằng ac cộng cho bc ở đây. Bây giờ thầy sẽ chuyển nhá, thầy sẽ chuyển cái bc này qua đây, ab một ab này qua đây, như vậy ab này thầy chuyển cái bc này trở thành trừ bc, ac ghi lại trừ cho ab, chuyển cái ab này qua bên đây. Đối ngọt đầu tiên thầy sẽ đặt b ra chung, trong đây là a trừ c, ngọt này thầy sẽ đặt a ra chung, c trừ b. Hay em thấy là gì, a chia b, thầy lấy a chia b thì chắc chắn nó sẽ bằng là ac, a trừ c trừ cho c trừ b. Em thấy cái giống không? Đây giống chưa, điều phải chứng minh xong. Đây bài 13 kia đó, rất hay và rất dễ hiểu. Xong cái đề này và ngày mai nữa thầy sẽ cho cái em đề tiếp theo và cũng là phần trắc nghiệm trước, sau đó thầy sẽ giải tự luận sau. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết clip của thầy. Thầy giờ thầy mệt quá, mà giờ thầy đi ăn sáng đây, cực kỳ đuối rồi, đuối như một cái chuối luôn em. Rồi bye bye các em nha.